và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của siêu phẩm loa. Đây là một trong những cặp loa sở hữu chất âm của giới sành nghề và khó tính, được liệt trong danh sách của những thiết bị audio high-end. Với uy lực mạnh mẽ và bộ gõ sống động như là một dàn nhạc sống trước máy quay, chúng ta có thể thấy được những tiếng gõ kinh khủng trên cặp loa Antech Nansing Model 1204B mới và đẹp xuất sắc. Cũng có thể nói cách khác rằng xếp hạng những cặp loa này thì ở Việt Nam hoàn toàn cực kỳ là hiếm. Để sưu tầm được những cặp loa đẹp này thì cả một quá trình rất là lâu. Đó, để lựa chọn, tìm kiếm, mua được những cặp loa này tại Mỹ và ship về Việt Nam như chúng ta đang được chiêm ngưỡng và trải nghiệm trước máy quay, chúng ta thấy được rằng nó hoàn toàn xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo, rất là giá trị, muôn thuở với những cặp loa này. Tôi đang mở thì chúng ta thấy được rằng tôi đang mở có một chiếc loa và với uy lực nó đã thể hiện nó là dư thừa với những cái không gian tới hàng trăm mét vuông, với đặc trưng của bộ gõ trên kèn gang khủng long cũng như bát siêu trầm từ 20 đánh như dư chấn. Đó, mặc dù là một chiếc loa tôi đã tháo sẵn để quý vị cùng trải nghiệm phần nội thất của chiếc loa này. Đó, đây là chúng ta đang được ngắm nhìn toàn diện là mặt trước và chỉ nghe chất âm của một chiếc. Lưu ý với quý vị là chỉ nghe chất âm của một chiếc và một chiếc tôi đang là tháo sẵn. Đó, chúng ta cùng ngắm nhìn lại cặp Antech Nansing 1204B. Đây cũng là một trong những đoạn clip khá là hiếm hoi mà tôi review, bởi vì cặp loa rất là to lớn và rất là nặng, để tháo ra được như thế này thì khá là vất vả và kỳ công. Đó, rất là đông đảo những anh em thì chưa bao giờ, cả đời chưa bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn những cái tuyệt phẩm loa khủng khiếp và gấu như thế này, phê như thế này. Để trong đoạn clip này chúng ta cùng ngắm nhìn. Tôi lướt lại phần thông số. Với chiều cao của phần thùng gỗ thông Mỹ và gỗ Bạch Dương như chúng ta đang được thấy, dù rằng một chút nhỏ nhất của nó cũng đều là được đóng bằng thùng cây đít cây, đó giống như AR, cái loa vừa bằng cái mắt mũi AR3 bánh bò căng cước mà nó đắt tới 6-70 cổ. Đó, cặp loa khủng long này gỗ của nó nhiều như này, từng cm đều là chất liệu gỗ này và nó là siêu đẹp và sang trọng. Mặt đằng trước anh em thấy rằng nhìn cái vân gỗ này nó giống như là tôi nhìn nó, tôi thấy nó giống như là gỗ mun da báo hay là mun hoa gì đấy. Đó, anh em cứ nhìn và tự cảm nhận thấy nó đẹp cỡ nào, không có sơn đâu anh em nhé. Đó, cái mặt này là chỉ lau qua thôi. Anh em không tin thì anh em nào đến tận nơi cho anh em vác cái giấy ráp xoa luôn cái mặt đi. Tôi thấy rằng cái gỗ của nó vân đen, không vân trắng trắng vàng vàng, rất là đẹp. Đây bên trong, mặt bên trong này. Cao 1m1, ngang 72, sâu 62, nặng 1,5 tạ. Đánh như dư chấn. Với cấu hình được trang bị một quả kèn với đường kính họng là trên 60, cao 30. Của nó là sở hữu củ 808-8A, cấu hình của tương tự như của A7, thùng của nó thì phê hơn A7 nhiều rồi. Thùng vuông cân này nó đánh tiếng trầm thì A7 sách dép không kịp, không có cửa sau. Chưa nói tới củ bát. Đấy, củ bát của nó là chạy củ 423-8Z từ 20, gân vải lụa tẩm dầu mà chúng ta sẽ được thấy. Vỏ của nó là phía sau lưng của nó là xương màu trắng ngọc trai, nó là siêu đẹp và sang trọng. Phân tần của nó là chạy phân tần trên cặp loa này nó là N809-8A, nguyên cấu hình chuẩn đỉnh nhất của hãng. Đây, bông này. Bông của nó còn mới tinh, trong ruột mới tinh luôn. Đó, thông số thì anh em nghe rồi, và chúng ta nhìn ngắm ở đây thì nó rất là to nặng, mà tôi phải tháo, tôi dựa đây, cái phân tần của nó đây này anh em này, nó chạy hai cái biến thế nhá. Tụ của nó là tụ đắt tiền nó làm trong đây. Đó, anh em nhìn không? Đây là giác cắm này, giác cắm loa này, nó thiết kế rất là chuyên nghiệp, nó cắm hai cái giác vào đây. Đẹp thế này. Này, anh em nhìn gỗ của nó phê này, bao giờ mới hỏng, vớt ra phơi mưa phơi nắng còn chán, 100 năm mới hỏng cái thùng này, quá đẹp. Này, ngắm nhìn tổng thể diện mạo của cái tuyệt phẩm loa này. Cũng là nói chuyện vui thôi, thì tôi review, tôi tháo luôn cái chiếc loa khủng long này. Đó, nghe một chiếc phê nói luôn rồi. Đó, một chiếc thì tháo cho anh em trải nghiệm và tẻ bỏ tham khảo. Như hôm qua mình review một đoạn thì tại bỏ xem xong này rồi bà hỏi là bác ơi cái này là thùng giống à? Đó, thằng nào mà giống được cái thùng giống Mỹ này. À, đây là bông tôi đang vất ngoài kia nhá, hai bên hông tôi nhấc ra để cho anh em nhìn gỗ của nó còn mới tinh luôn, còn rất là thơm. À, anh em bảo gỗ đẹp thế này đẹp sao chịu nổi. Đây là gỗ mặt này, anh em nhìn cái vân của nó kinh ngộ. Đó, bông tôi đấy mới tinh luôn. Đây dây rắc ở đây tôi đang rút ra này. Đó, mới chưa? Kèn gang khủng long luôn, cổ của nó là của 808-8 Driver Machine USA. Cổ này kèn này thì phenol kèn rồi. Đây, bát này, bát của nó là màu xương trắng ngọc trai này. Số này, nhìn số nó chụp ở trên sườn loa chưa. Đấy,
423 chứ 8Z. Bát này nó đánh mạnh gấp 2 846 rồi. A5 thì phải gọi là bằng cụ luôn rồi, cái tiếng trầm. Bởi vì những cái loa mà cái bát từ nó to như thế này và cái thùng của nó là hậu nó sâu vuông cân như thế này, ông hơi thở về mặt trước nó đánh thì tiếng bát nó rất là phê. Nghe cái gì thì nghe, dù rằng trung hay cỡ nào đi chăng nữa thì bát vẫn phải sâu, vẫn phải mạnh, vẫn phải đủ, mà nhỏ thì nó mới phê được anh em ạ. Kết hợp với cái tiếng gõ của nó sống động như là anh em đang đứng trước cái dàn nhạc mà nhạc công người ta gõ cho anh em nghe. Đàn sáo nhị, kèn saxophone, lời hát khò khè đó, nghe như thế này cho nó phê. Anh em mà chơi những cặp loa này không chơi thì chơi gì? Đẹp chưa? Xứng đáng là cặp loa đẹp. Ở lãnh thổ Việt Nam thì chắc là không có thứ hai đẹp thế này đâu. Đấy, tổng thả đây. Đây là một chiếc nguyên vẹn này. Đó, một số tẻ mỏ thì chưa hiểu biết cái gì thì cũng là đây nó là những cái đoạn clip quý giá trong đời để trải nghiệm ngắm nhìn. Đó là những anh em biết rồi thì tôi không nói, hoặc là cũng có những anh em mà chưa biết thì chờ người ta review, người ta xem, người ta biết, lần sau nhỡ có gặp mà biết nối mà mua. Đó, mua cái gì bỏ ra đồng tiền, mồ hôi, công sức, nước mắt của mình thì xứng đáng với đồng tiền của mình. Đó, đừng bị nhầm lẫn. Đó, đồng thời cũng tẻ mỏ cũng không phải nhầm lẫn, hỏi để mà thùng gióng thì chết người. Anh em có nhận tôi không ạ? Đó, xứng đáng thấy từng đồng tiền bán gạo. Đó, anh em thấy dây không ạ? Tôi mới đấu có một chiếc loa thôi. Đây, cho anh em xem luôn. Đấu một cái phê này, chiếc bên này. Đó, đây dây rắc tôi đang để một cái rắc này. Nó cắm 6.5 đi. Tháo một rắc ra luôn. Đó, review luôn. Đó, chơi một loa. Loa rảnh kinh khủng khiếp rồi. Phần phối ghép này, những cái loa này nó lại rất là dễ này. Càn này. Sao cũng phê. Chất từng cm. Chẳng dại gì mà mua vài cái cặp loa bé tẹo tèo teo rồi đồn thổi thần thánh gì đó mà nó đắt noi này. Đây những cái cặp loa của người ta làm xứng đáng như này. Chơi thì chơi cái gì, chơi loa này tầm tiền nó là chơi tàu khựa. Nói thật với anh em vậy, tàu khựa công nghệ Tây đó, hy vọng Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha, Thập Cẩm vân vân, thị trường thì đang bị loạn đao pháp hết rồi. Đó, cứ loa bãi xịn nhưng mà toàn tàu khựa thôi. Cứ xịn mà chơi nhà bạn. Chơi cho nó giá trị, cho nó phê hai cái lỗ ta. Đó, ông nào vào thì ngồi nhâm nhi nước chè, cho nghe một vài bản nhạc trên cặp loa thì quên nối về mất rồi. Thậm chí có khi này muốn nghe thêm tí nữa thì mới về thì chẳng vừa. Đó, anh em đã thấy rõ cấu hình tôi đang review và setup rồi. Cặp loa này lưu ý với anh em rằng karaoke thì nó cứ rất là tuyệt. Karaoke gia đình thì anh em đừng hỏi. Bát của nó đánh như dư chấn luôn. Một chiếc loa đã đủ làm rung hết cả nhà hàng xóm rồi. Hai chiếc loa này nó là kinh khủng khiếp. Kết hợp với bộ gõ này. Anh em nào có tai phone, xin mời anh em mang tai phone để thay cho lời nói thì chúng ta cảm nhận bằng tai phone. Bát trùng chẹc nó gõ cho nó phê ra cái nội tai. Xin chân thành cảm ơn. Đó, tôi mở tiếp theo. Tín hiệu không mất tiền từ TV. Huỳnh huỳnh. Phê chưa? Một chiếc loa rồi. Phần phối ghép này, tôi
tôi đang nhân thể tôi đang ghép cho anh em một bộ karaoke, thì tôi ghép luôn với câu hình đẩy vang mic này luôn, xịn luôn. Đó, đẩy này in hình luôn, ghê chưa? Đó, tôi nhìn hình được chưa? QA5108 chạy 4 cái đèn công suất, 8 quả thủ vàng chóe luôn, nhìn hoa hết cả mặt. Việt Nam to nổi cơ, một con này nó đánh vài cặp loa lớn, mặt phay nhôm, nhìn cháy nét, vàng mic luôn. Đây, đây chạy một kênh này, mặt tiếng này. Đây, kênh bên này tôi tháo là review. Nhắm đi cho đẹp anh em. Nhìn đây. Hạ mạc của mình nó đang xem nhỏ rãi này. Đẹp lắm anh em. Kê cặp loa này gia đình thì xứng đáng luôn. Thank you.